Bài 34 Tìm và vẽ phương trình đường thẳng đi qua điểm A có tọa độ là trừ 1 và trừ 3 và hệ số góc M bằng 4 phần 3. Ở đây người ta cho mình hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là điểm A. Người ta cho mình biết điểm A. Có X bằng trừ 1, Y bằng trừ 3 và có hệ số góc là M bằng 4 phần 3. Điểm A này đường thẳng đi ngang qua điểm A đó. Như vậy, cái điểm A đó nó là thuộc về đường thẳng, nó là nghiệm của đường thẳng. Như vậy, ta biết rằng cái phương trình đường thẳng có dạng là y trừ ia bằng m nhân cho x trừ xa. Nếu người ta cho mình a thì mình thế ia vô đây, ha. Nếu mình ta cho mình là b thì mình thế y trừ ib bằng m nhân cho x trừ xb. Vậy, ta thế điểm A và hệ số góc M vào cái phương trình này. Vậy trước khi thế ta đọc nó là phương trình sao đi. Thế điểm A có hệ điểm A tọa độ là trừ 1, trừ 3 và M bằng 4 phần 3 vào phương trình sao là thế vào phương trình trên. Như vậy, suy ra ta được Y cộng 3 bằng 4 phần 3 nhân cho X cộng 1 y trừ ia trừ cho ia ia là trừ 3 trừ của trừ 3 là cộng 3 bằng m m là 4 phần 3 nhân cho x trừ xa xa là trừ 1 trừ của trừ 1 là cộng 1 và sau đó ta nhân vào ta được phương trình tương đương với y cộng 3 bằng 4 phần 3 nhân cho x là 4 phần 3 x 4 phần 3 nhân cho 1 là 4 phần 3 sau đó ta chuyển cộng 3 sang phía bên tay phải là trừ 3 như vậy phương trình tương đương với y bằng 4 phần 3 x cộng cho 4 phần 3 cộng 3 chuyển sang phía bên tay phải là trừ 3 trừ 3 tức là trừ 9 phần 3 9 chia cho 3 được 3 mình quy đồng luôn luôn lúc này cho các bạn uh, bước một uh, một bước nha nhanh một bước như vậy phương trình tương đương với y bằng 4 phần 3 x trừ cho 5 phần 3 vì 4 phần 3 trừ cho 9 phần 3 cùng mẫu số. Vậy ta trừ cho nhau được là trừ 5 phần 3. Ở đây ta thấy phương trình, đây là cái phương trình mà ta đang cần tìm. Nó có dạng Y bằng AX cộng B với A là 4 phần 3 và B là trừ 5 phần 3. Ta đặt nó là phương trình 1. Ha. Muốn vẽ cái phương trình đường thẳng hay là muốn vẽ đường thẳng y 4/3x 5/3 ta cần tìm hai điểm. Nhưng ở đây người ta đã cho mình trước một điểm rồi là điểm A, vậy mình cần tìm thêm một điểm nữa thôi. Để tìm điểm thứ hai ta đặt là điểm B. Vậy ta cho x bằng 0. Thế x bằng 0 vào phương trình 1. Vậy thế x bằng 0 vào phương trình 1, như vậy cái phương trình 1 suy ra ta được y bằng 4 phần 3 nhân 0 trừ cho 5 phần 3. 4 phần 3 nhân 0 là 0 trừ cho 5 phần 3. Như vậy ta được y bằng trừ 5 phần 3. Vậy điểm thứ hai ta đặt là điểm B. Điểm B có x bằng 0, có y bằng trừ 5 phần 3. Người ta hỏi mình tại sao mình chọn x bằng 0? Tại vì những số nào nhân với 0 đều bằng 0 nên ta cho x bằng 0 dễ cho mình làm hơn. Để vẽ đường thẳng y bằng 4 phần 3 x trừ 5 phần 3, ta cần tìm hai điểm. Bây giờ ta đã có hai điểm, đó là điểm A và điểm B. Ta đã tìm được. Vậy ta vẽ chúng trên trục tọa độ như sau. Đây là trục tọa độ từ trừ x cho đến x đường nằm ngang gọi là trục hoành và từ trừ y cho đến y trục thẳng đứng gọi là trục tung. Hai trục này vuông góc với nhau và cắt nhau tại 0 của mỗi trục hay còn gọi là trục tọa độ. Vậy ta vẽ điểm A trước. Điểm A có tọa độ là x bằng 1, y bằng 3. Ta vẽ. Đây, x bằng 1, y bằng trừ 3. Đây là điểm A. Kế đến, ta vẽ điểm B. Có x bằng 0, y bằng 5 phần 3. À, vậy, ta có hai điểm trên trục, trên tọa độ. ha Vậy ta nối lại. Ta được đường thẳng y bằng 4 phần 3 x trừ 5 phần 3. Đó là phương trình 1 mà ta vừa mới kiếm xong. Vậy hai câu hỏi của ta đã làm xong. Câu hỏi thứ nhất, tìm cái phương trình đường thẳng. Đây, cái phương trình đường thẳng là phương trình 1. Và thứ hai là vẽ cái phương trình đường thẳng đó. Đây là ta vẽ đường thẳng này. Vậy đến đây ta đã làm xong bài 34. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp và cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác cùng lớp nha. Bài 35 Tìm và vẽ phương trình đường thẳng đi qua điểm A Có tọa độ là x bằng 2, y bằng 3 và hệ số góc m bằng 5 phần 4 Ở đây người ta cho mình hai cái điều kiện Điều kiện thứ nhất là A là cái phương trình đường thẳng nó đi qua điểm A và cái thứ hai là cái hệ số góc bằng 5 phần tư như vậy khi mà đường thẳng nó đi qua điểm A nghĩa là điểm A thuộc về đường thẳng đó hệ số góc bằng 5 phần tư hệ số góc là một số dương như vậy ta thấy đường thẳng nó sẽ đi lên nghĩa là tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải đường thẳng mỗi lúc một cao dần trước khi tìm cái đường thẳng thì ta xem lại cái phần lý phần lý thuyết phần lý thuyết cho ta cái phương trình đường thẳng nó có dạng như sau y trừ y bằng m nhân cho x trừ x a đó là cái phương trình đường thẳng có dạng như vậy y trừ y bằng m nhân cho x trừ x a ở đây người ta cho mình a thì mình y trừ y a bằng m nhân cho x trừ xa. Nếu người ta cho mình là điểm B, thì ta có y trừ yb bằng m nhân cho x trừ xb. Như vậy, ta đặt phương trình này là phương trình sao cho các bạn dễ làm. Ta thế điểm A và hệ số góc là m bằng 5 phần 4 vào phương trình sao. Tại sao ta thế được điểm A vào cái phương trình sau này là tại vì cái đường thẳng nó đi ngang qua điểm A, tức là điểm A thuộc về đường thẳng này nên ta ta có thể thế vào được. Vậy, thế điểm A có tọa độ x bằng -2 và y bằng -3 và m bằng 5/4 vào phương trình sao? Nha, ta thế cùng một lúc vào. Như vậy suy ra ta được y 3 5/4 nhân cho x, x 2 y trừ yA, yA là trừ 3, trừ của trừ 3 là cộng 3. Bằng m, m là 5 phần 4, nhân cho x trừ xA, xA là trừ 2, trừ của trừ 2 là cộng 2. Vậy nhân vào ta được, suy ra y cộng 3 bằng 5 phần 4x cộng cho 5 phần 2, vì 5 phần 4 nhân cho x là 5 phần 4x và 5 phần 4 nhân cho 2 tức là 5 nhân cho 2 là 10 10 phần 4 tức là 5 phần 2 và ta chuyển cộng 3x sang phía bên tay phải là trừ 3x như vậy phương trình tương đương với y bằng 5 phần 4x cộng cho 5 phần 2x trừ cho 6 phần 2 Tại sao ta có 6 phần 2 ở đây? Là vì cộng 3 mang sang là trừ 3. Trừ 3 tức là trừ 6 phần 2. Tại ta thấy có mẫu số ở đây, ta quy đồng một lúc luôn. Sau khi trừ cho nhau, ta được y bằng trừ 5 phần 2 x trừ cho 1 phần 2. 5 phần 2 trừ cho 6 phần 2, ta được là trừ 1 phần 2. Đến đây, ta thấy phương trình có dạng y bằng ax cộng B Y bằng AX cộng B A bằng 5 phần 4 Và B là trừ 1 phần 2 Đây là phương trình mà ta cần phải tìm Tìm phương trình đường thẳng Vậy ta đã tìm được phương trình đường thẳng Đó là câu thứ nhất Ta đặt nó là phương trình 1 Nha Đặt là phương trình 1. Để vẽ được phương trình đường thẳng này, ta cần tìm hai điểm. Nhưng đề bài đã cho ta trước một điểm đó là điểm A như vậy ta chỉ cần tìm thêm một điểm nữa mà thôi để dễ dàng vẽ ta nên cho x bằng 0 tại sao ta chọn x bằng 0 vì những số nào nhân với 0 đều bằng 0 dễ dàng cho ta vậy cho x bằng 0 vậy từ phương trình 1 suy ra ta có thế x bằng 0 vào phương trình 1 nha như vậy từ phương trình 1 suy ra ta được y bằng 5 phần 4 nhân 0 trừ cho 1 phần 2. Tại vì lúc này x là 0. 5 phần 4 nhân 0 là 0. Như vậy ta được x bằng ta được y bằng trừ 1 phần 2. Ta có x bằng 0, y bằng 1 phần 2. Như vậy ta đặt nó là điểm B. Có x bằng 0, y bằng trừ 1 phần 2. Ta đã có hai điểm, điểm A và điểm B. Như vậy ta có thể dễ dàng vẽ Phương trình đường thẳng y bằng 5 phần 4x trừ 1 phần 2. Ta vẽ hai điểm A và B trên trục tọa độ như sau. Đây là trục tọa độ. Từ trừ x cho đến x là trục nằm ngang, gọi là trục hoành. Trục từ trừ y cho đến y trục thẳng đứng gọi là trục tung. Hai trục này vuông góc với nhau và cắt nhau tại zero của mỗi trục, hay còn gọi là trục tọa độ. Ta vẽ điểm A trước. Điểm A có tọa độ là x bằng trừ 2 y bằng trừ 3. Đây, x bằng trừ 2, y bằng trừ 3. Kế đến điểm B, có tọa độ là x bằng 0, y bằng trừ 1 phần 2. Như vậy nó nằm ở phần âm của trục tung. Ta có hai điểm A và B trên trục tọa độ. Nối lại ta sẽ có đường thẳng y bằng 5 phần 4 x 1 phần 2. Và hệ số góc của nó là tính từ trục nằm ngang cho đến đường thẳng là 5 phần 4. Đến đây ta đã giải xong bài 35. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp và cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác cùng lớp.